Xin chào các bạn, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và review về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng để giúp các bạn có thể hiểu rõ về sản phẩm. Thay vì nhìn qua hình ảnh thì các bạn có thể xem video trực tiếp về sản phẩm đó để hiểu rõ nhất về sản phẩm mà các bạn đang quan tâm. Hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu đến các bạn một cặp chóe với cái tích ở trên sản phẩm là Công Danh Phú Quý. Đây là dòng sản phẩm chóe men dạng với họa tiết được điêu khắc nổi 3D trên bề mặt của sản phẩm và được sản xuất tại Bát Tràng. Sản phẩm này với nét độc đáo chính là toàn bộ cái họa tiết trên sản phẩm đều được điêu khắc nổi nhé, và được làm hoàn toàn thủ công. Như các bạn đã nhìn thấy là một cặp chóe với cái tích ở trên sản phẩm là hình ảnh chính là Công Danh Phú Quý, là hình ảnh một cặp chim công này, hoa đào này. Về kích thước của sản phẩm này, chiều cao tính đến đầu của chóp của nghê là cao 61, đường kính bụng của sản phẩm tính đến phần to nhất, tính đến hai cạnh dài nhất của nó là 36 cm, và cái đường kính chân của sản phẩm này là 25,5 cm đường kính chân. Đây, như các bạn đã nhìn thấy sản phẩm một cặp chóe. Trên thị trường thì có rất nhiều những cái sản phẩm chóe với cái tích là Công Danh Phú Quý, cùng là một cái tên thôi nhưng mà có rất nhiều sản phẩm khác nhau, dòng sản phẩm ở tầm thường, tầm kỹ và tầm trung. Đấy, có rất nhiều các dòng sản phẩm để tùy thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng. Thì như các bạn đang nhìn thấy đây, mình đang giới thiệu thì các bạn là một cặp chóe với cái họa tiết là kỹ nhất trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại. Mình sẽ quay một vòng để các bạn cùng nhìn được cái họa tiết trên sản phẩm này, và lát nữa thì mình sẽ quay chi tiết vào cái cặp chóe này để chúng ta nhìn rõ nhất cái họa tiết được làm rất là kỹ. Đây, mình sẽ quay một vòng. Thì như các bạn nhìn thấy, đây là mặt chính của sản phẩm nhé. Mặt chính là có hình ảnh một cặp chim công đang quay mặt vào nhau, với cái đuôi được làm hơi kênh, chỉ là hơi kênh thôi, không kênh bong hẳn lên. Sản phẩm này thì có một dòng nữa là cái đuôi được làm bong hẳn ra bên ngoài, và như trên sản phẩm này thì làm ở mức là nổi lên thôi, thì chưa phải là kênh bong hẳn. Đây, hoa đào này, mình đang quay một vòng nhé. Hình ảnh cây tùng, tất cả những cái họa tiết trên này đều mang một cái ý nghĩa. Về phần ý nghĩa của sản phẩm thì mình sẽ để ở phần cái mục tiêu đề, thông tin chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ để ở cái mục mô tả của sản phẩm nhé. Các bạn có thể bấm vào mục mô tả để xem chi tiết. Ở cái video thì mình sẽ chỉ review qua về sản phẩm thôi. Đây là mặt sau thì có hình ảnh là hoa sen này, hoa sen cũng được điêu khắc nổi. Thì cái màu chính ở trên sản phẩm này là cái màu men dạng này, cái màu nền của sứ của nó là màu hơi xám này, hơi xám. Họa tiết, màu họa tiết là màu vàng nâu. Đây các bạn thấy nhìn nhé, hoa sen màu vàng nâu này, hoa đào cũng là màu vàng nâu này. Cái lá sen hay là những cái lá thì có cái màu xanh xanh dương nhạt. Đây, màu lá này xanh dương nhạt nhé, xanh lam nhạt đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhé. Ở bốn góc thì có hình ảnh bốn mặt nghê này, ở bốn góc này. Đây các bạn nhìn, 1 2 3 4. Đối với cái sản phẩm này thì chúng tôi có những các cỡ là từ 20, 30 cho đến 50, 50 lít. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nhé. Phần trên nắp này, trên đỉnh nắp là hình ảnh con nghê đang đặt chân lên quả cầu này, các bạn có thể nhìn thấy này. Nghê được làm rất là kỹ. Thường thì dòng kỹ hay dòng thường thì các bạn nhìn vào cái họa tiết nhé. Đây, khi mà dòng kỹ các bạn nhìn vào nghe được làm rất là kỹ, từng cái vảy ở trên người được làm rất là chi tiết. Hay là cái họa tiết các bạn nhìn ở phần dưới chân này, ở phần dưới chân thì có bổ khung hoa văn này cũng được điêu khắc nổi. Đối với dòng kỹ thì mọi chi tiết nhỏ nhất thì đều được làm rất là tỉ mỉ, làm rõ ràng chi tiết nhỏ nhất lên, nó không bị theo kiểu mờ nhạt hay là chung chung mà làm chi tiết rất là kỹ. Chi tiết nào rõ chi tiết đấy luôn. Đây là hình ảnh cây tùng này, từng cái lá tùng thì cũng được khắc nhá, cũng được khắc những cái đường kẻ răm này để tạo thành cái đường gân lá. Ở trên nắp thì là hình ảnh hoa đào và hoa phù dung ở trên nắp đây. Mình sẽ quay cái mặt này ra. Sản phẩm này thì chúng ta phải bày được hai cách, là một là bày mặt hoa đào và chim công này ra, hoặc chúng ta có thể bày mặt hoa sen nha. Đây, mình sẽ quay mặt hoa sen để các bạn nhìn nhé. Đây, các bạn có thể quay mặt hoa sen để ra cũng được, bày theo cách hoa sen này, bày mặt hoa sen này ra cũng được. Thì chúng ta sẽ bày mặt con nghê này lại.
Đấy, bày mặt hoa sen ra thì chúng ta sẽ phải bày. Đây, mặt hoa sen thì các bạn có thể nhìn thấy. Thường thì chế cảnh thì chúng ta sẽ bày tại phòng khách nhé. Chúng ta sẽ bày tại phòng khách hoặc là trước ban thờ. Bên cạnh hai bên hông ban thờ thì chúng ta sẽ bày chế hoặc là bày tại phòng khách để làm cảnh. Ở đây chỉ là một trong số rất nhiều những cái mẫu đang được phân phối bởi thương hiệu gốm sứ Bát Tràng Info. Nếu như mà các bạn đang quan tâm đến cái dòng chế để bày cảnh, các bạn có thể liên hệ ngay đến số điện thoại được đặt bên trên video hoặc truy cập vào website battrang.info. Nếu thực sự quan tâm thì các bạn liên hệ ngay đến số điện thoại để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và gửi thêm rất nhiều mẫu sản phẩm chóe khác nữa. Ở ngoài chóe thì chúng tôi còn rất nhiều những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng như đồ thờ, đồ gia dụng, ấm chén, đồ phong thủy, rất là nhiều những cái sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ quay sát chi tiết vào cái sản phẩm này để chúng ta có thể nhìn rõ hơn nữa từng chi tiết ở trên sản phẩm một cách rõ nhất. Hiện tại thì mình đang quay sát được cái phần nắp thì như chúng ta có thể nhìn thấy đây. Hình ảnh nghê này từ cái phần vẩy được làm được tỉa những cái đường nét rất là kỹ ở bên trong đây. Rồi đến những cái phần lông mao này, các bạn phải nhìn thấy này, được nặn bằng tay nhé, được vuốt những cái đường nét rất là mềm mại, rất là tỉ mỉ. Đây, các bạn phải nhìn cái phần lông đuôi này, những cái lông mao này được làm rất là tỉ công. Đây, các bạn phải nhìn cái phần râu này. Đấy, phần râu này được làm rất là chi tiết này, từ phần mắt này, răng này, lưỡi này. Toàn bộ đều được làm rất là chi tiết nhé. Đấy, phần lông mao sau này. Đấy, các bạn có thể quan sát đấy. Cái đường nét này rất là tỉ mỉ. Chân thì đang đạp lên trên quả cầu đây. Nó cho đến cái móng cái vẩy, các bạn thể nhìn nhá, mình đang zoom rất là sát vào rồi. Móng cái vẩy được làm này. Vẩy ở dưới đây. Đây, chúng ta thể nhìn cái quan sát nhé. Đây, phần mặt nghe này. Đây là phần mặt nghe này. Đấy. Đây, phần từng phần râu này được làm rất là chi tiết. Đây, mặt sau này, đây các bạn có thể nhìn thấy nhé, những cái đường nét này, những cái lông mao này các bạn nhìn thấy nhé, đều được nặn bằng tay hết, được nặn bằng tay hết đấy, thủ công hoàn toàn, rất là giá trị về cái mặt thẩm mỹ. Đây là trên phần nắp thì như chúng ta có thể nhìn thấy nhé, đây là hình ảnh một cái cành thân đào màu nâu này, hoa đào được làm nổi, được điêu khắc nổi. Ở phần viền của nắp là hình ảnh những cái họa tiết hoa văn được điêu khắc này, được điêu khắc nổi những chi tiết nhé, các bạn để quan sát thấy. Đây là một chú chim này, một cặp chim đang bay, làm rất là sinh động. Men dạng thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần men đi nhé. Đây là một hai bông hoa mẫu đơn, hai bông hoa mẫu đơn cũng được làm nổi. Sẽ bỏ. Khi mà chúng ta nhấc cái nắp lên thì sẽ thấy cái phần viền, để lộ ra phần viền ở bên trong nhé. Phần viền ở bên trong những cái họa tiết hoa văn này cũng được làm nổi, được điêu khắc nổi rất là tỉ mỉ và chi tiết xung quanh. Đây là phần viền ở bên trên này, làm rất là chi tiết, từng chi tiết nhỏ được làm rất là rõ ràng, các bạn có thể nhìn thấy nhé. Chi tiết nhỏ được làm rất là rõ ràng, sắc nét rành mạch, không bị nhòa hay là không bị nhìn rõ hình, rất là rõ ràng cái hình hài của cái họa tiết. Và đây hiện tại thì mình đang quay đến cái phần thân của cái cặp chóe, thì chúng ta có thể quan sát nhé. Phần thân ở góc máy này thì chúng ta đang nhìn thấy là một gốc cây đào rất là to này, rất là dày hoa này. Gốc cây đào rất là to nhé. Ở phần gốc cây đào thì có những cái bông hoa mẫu đơn cũng được làm nổi. Cái màu của cái thân đào là màu nâu và cái màu hoa là màu vàng nâu. Đây là một cặp chim công đang đứng ở bên dưới gốc cây hoa đào, đang xòe cái đuôi nhé. Cái đuôi này thì đang được làm nổi, đây là nổi thôi,
cái hàng này gọi là cái mẫu này là mẫu nổi, còn một cái mẫu nữa là mẫu kênh bong. Kênh bong là cái đuôi này nó sẽ được làm bong hẳn ra bên ngoài, bay bổng luôn. Còn đây là mẫu nổi, thì các bạn thì nhìn một cặp chim công đang quay mặt vào nhau này, một con trống, một con mái đang quay mặt vào nhau. Và khi các bạn nhìn vào sản phẩm này thì như là một cái bức tranh, một cái bức tranh rất là đẹp ở trong một cái khu rừng rất nhiều hoa, và có một cặp chim công và những cái chú chim khác nữa đang bay xung quanh rất là sinh động. Đây là hình ảnh tảng đá núi này, chim công đang dẫm lên cái tảng đá núi nhé. Màu sắc của chim công này, đây là màu vàng nâu này, màu xanh lam nhạt này. Màu thì các bạn có thể nhìn nhé, các bạn có thể lưu ý với cái sản phẩm gốm sứ men này thì các bạn nhìn cái màu này, nó không bị lem ra bên ngoài này. Màu ở khu nào, ví dụ màu ở phần thân thì nó sẽ ở xỉn nguyên thân, nó không bị lem ra bên ngoài cạnh viền, thì các bạn để ý nhé. Là hàng cao cấp thì các bạn nó rất là kỹ và tỉ mỉ như vậy, còn ở mức tầm trung thì nó sẽ chỉ ở tương đối thôi. Thế nên là khi các bạn lựa chọn sản phẩm thì các bạn cũng lưu ý nhé, ở cái tầm trung thì nó sẽ chỉ ở sản phẩm, nó chỉ ở mức tương đối, còn những cái sản phẩm cao cấp thì nó rất là tỉ mỉ và chi tiết. Đấy, nên các bạn khi mà đã chơi dòng sản phẩm nào thì các bạn nên hiểu về cái sản phẩm đấy một xíu. Đây, các bạn để nhìn màu sắc ở vùng nào thì nó ở nguyên vùng đấy, không bị lem ra bên ngoài phần họa tiết bên cạnh. Đây là hình ảnh một thân cây tùng, các bạn có thể nhìn thấy nhé. Đây là hình ảnh một thân cây tùng này, cái thân tùng này, lá tùng này. Lá tùng cũng được tỉa rất là kỹ này, những cái đường vân này, thân cây tùng này, bông hoa mẫu đơn này. Ở đây là hoa sen, ở đây hoa sen đây, các bạn có thể nhìn thấy hoa sen với ba bông hoa, hai bông hoa một cái nụ, cái bông này nở to nhất ở giữa, phần bông khá là nhỏ ở bên trên để tạo điểm nhấn ở cái bông này. Đây là cái nụ này, lá đây, lá đang bao lấy hoa, các bạn thì nhìn thấy lá có màu xanh lam nhé, chỗ đậm chỗ nhạt để tạo nên cái sự cái chiều sâu, tạo nên cái chiều sâu cho sản phẩm, chỗ nét đậm nét nhạt. Đấy, nó quay một vòng này. Đấy, cặp chim công nhìn rất có hồn nhé, các bạn nhìn thấy cặp chim công rất có hồn này, cái mắt của chim công này. Mình đã quay vào cái phần mắt của chim công, các bạn nhìn nhé, mắt chim công rất là có hồn, thường cái ánh sáng này, đây, mắt của chim công này. Và đây là phần mặt nghe, đây mặt nghe thì bốn góc sẽ có bốn cái mặt nghe như thế này, mặt nghe thì được làm rất là chi tiết này, răng nanh này, phần mắt này, một góc này, hai này, ba này, bốn này, đây các bạn nhìn thấy nhá, hoa đào này, hoa đào được làm tỉa rất là kỹ từ phần trong nhụy hoa này, từ trong nhụy hoa được làm những đường vân. Đây là những đường vân này, hoa được nổi, làm nổi lên trên. Và cuối cùng thì chúng ta đang nhìn thấy cái phần chân của sản phẩm. Các bạn có thể nhìn thấy phần chân nhé, được tạo những cái đường khung hoa văn này, tạo đường khung hoa văn. Toàn bộ đều được điêu khắc nổi hết. Mình sẽ quay một vòng để chúng ta nhìn được. Như vậy hôm nay mình đang giới thiệu đến các bạn một cặp chóe công danh phú quý men dạng họa tiết được điêu khắc nổi 3D, được sản xuất tại Bát Tràng với dung tích là 20 lít. Nếu như các bạn thấy cái video này của mình hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.